Hiện tại thì mình đang ở chế độ khó trong Rani chi gì ta? Rani ở phần 2. Và bây giờ mình sẽ tìm cách để lên trên kia. Trước hết là mình sẽ đi xuống đây xem có gì không. Hình như là không có gì hết cả. Bây giờ mình sẽ lừa hai ông bà xuống đây. Mình sẽ gạt cái cành này đó và sau đó đem cưa lại. Và sau đó mình sẽ đi vào đây. Ở đây có cái khóa cửa này. Ok, mình sẽ khóa hai ông bà mắc kẹt ở trong phòng. Nào, trước hết là chờ bà Rani đã xuống rồi. Nhưng mà ông ngoại đâu? Bình thường mình nhớ là ông ngoại. Ủa, là cái gì vậy? Ủa, chuyện gì ra vậy? Từ từ khoan, để mình xem nó nào. Sao ông ngoại đi từ từ nhé nhở? Ủa sao ông ngoại lại không đi xuống? Kìa, mới vô mà qua ngày thứ hai rồi, mới mất này mất một ngày rồi. Không hiểu sao ông ngoại lại đi từ từ như thế, mình nhớ là ông ngoại từng đi rất chậm như thế mà. Ủa sao đi game lại vậy? Ủa kêu khó rồi. Đây đây đây. Thôi bây giờ mình sẽ thử lừa bà ngoại đi vô trong này thử. Xem nào. Đó. Bây giờ mình sẽ đi qua đây. Hình như là mình đang nghe tiếng bước chân của bà. Sao mình cứ nghi là bà ngoại dẫn thêm ông ngoại đi xuống người ta. Ok, vì an toàn là mình phải chờ. Bà đang đi vào. Sao mình lại nghe có hai tiếng bước chân? Ok, đóng lại. Đóng cửa lại. Đó. Bà này ở trong đó. Chắc chắn luôn. Bà ông ngoại đâu nhờ? Này có gì? Chịu khó thiền hả? Không. Mình tới pha đó bằng trực thăng. Ủa có cái cầu chì kìa. Nãy giờ mình nghe thấy tiếng bà ngoại mở cửa. Chắc là bà mở mở ra rồi. Ok, mình sẽ quanh cái lọ và nó sẽ rơi coi tiếng động ở dưới tầm hầm. Ở đây có cái cầu chì nè. Ông ngoại đâu rồi? Ơi ông ngoại kìa. Ôi trời ơi. Ông ngoại này. Lúc nãy cháu ơi, cháu nói ông xuống mà sao ông lại không xuống? Đến lúc cháu đi lên nè, ông lại ở trên này. Ôi bà ngoại ơi, trời ơi. Dũng phòng một vậy ta. Lúc nào cũng bị ông bà ngoại dí. Đừng nói lên này gặp ông ngoại nha. Ngoại ơi. Ok, mình sẽ vứt cái cọc chì ở đây. Ở đây cái gì? Súng điện. Ok. Trời ơi, bà ngoại. Mở ra đóng cửa lại. Đó. Nào, bà ngoại có thấy mình không ta? Ê, bà ngoại. Ôi kìa. Mớ còn đi vô đi, còn đứng đây làm cái gì à? Ok, mình sẽ đẩy cái này. Đó, mình sẽ đi lấy viên đạn. Ok, bà ngoại đã đi xuống rồi. Mình sẽ xử hai ông bà. Nào, bà ngoại Rani đâu rồi? Chuẩn bị. Đó, bà ngoại này. 30 giây. Trời đất ơi. Ông ngoại đâu? Ông ngoại sẽ nghe tiếng ở đây rồi. Ơi, ê, tại sao lại kìa? Bánh ngục là sao? Ok, nhặt lại viên đạn được không? Nhặt được không? Nhặt được không? Nhặt được không? Bánh ông ngoại. Mình ghét ông ngoại, mình thật sự rất là ghét ông ngoại. Tại sao? Trời đất ơi. Bánh thì lại bánh trượt pha đó. Nếu như pha đó mà bánh trúng ở ngoài thì chắc chắn là mình sẽ lấy chìa khóa và đi lên lầu. Ok, mình sẽ không dụ bà Rani. Ủa ngoài không có ở đây hả? Ủa? Ủa bình thường mình nhớ là. Ok, cái cửa này chưa mở. Ông ngoại đâu rồi? Ông không có trong nhà vệ sinh. Bình thường nhớ là ông ngoại thường ở đâu trong nhà vệ sinh nè. Ok, dưới này không có gì.
ngoái. Không có ai ok mình đi. Ở ngoài đó. Hai ông bà, sao nhìn hai ông bà nguy hiểm phải nồi. Ê, đừng lên là nó là gặp hai người nha. Ok. Ủa viên đạn đâu rồi? Viên đạn tôi đâu? Ủa? Đâu? À đây đây đây. Ủa ngoài làm gì nhỉ? Ông ngoài. À, ông ngoại đang AFK. À, AFK này, trời ơi. À, à. Bà ngoại đang tới. Bà ngoại đâu rồi? Bà ngoại có đi lên không nhờ? Kìa, ô kìa, bà ngoại kìa. Ui, trời đất ơi. Ui, xem một xíu nữa là pha đó là không thành công rồi. Ok, mình đã lấy được chìa khóa. Mình sẽ mở. Trời ơi, bà ngoại chưa? Có một mảnh ở đây. Mình có anh của ngoại. Vẫn là chiến thuật như cũ, mình sẽ để hết đồ trong này. Sau đó mình sẽ đưa lên cầu thang từ từ. Một mảnh ở đây tiếp. Hình như là đủ mà mảnh rồi phải không? Hình như còn thiếu một mảnh nữa. Wow, mình còn chưa thấy cái xà beng ở đâu. Ở đây có gì? Này gì không? Chịu khó cái sách hả? Không biết trong cái sách có gì ta. Trong cái sách chỉ có đúng một thứ. Trời ơi, chịu khó thì tiếp. Không biết là có mấy bạn nào còn xem trên kênh của anh MK không? Anh MK vừa có một hai kênh thời tiết. Nhưng mà sau kênh thời tiết 365 và sau 5 của anh ấy không được nhiều view lắm, cũng như được đăng ký không phải. Hai ông bà tính vậy rồi. Ông ngoại. À, ông ngoại này à. Này thì cái tội không đi xuống nhá. Vào trong nhà bếp xem có gì không. Không có gì hết. Mình nhớ trong này có bình xăng hoặc là á, có cục băng keo nè. Đó. Ở đây có gì? Không có gì hết. Trời ơi. Ủa, còn bạn Hopper đang làm gì đây? Hình như là mình còn thiếu sách hướng dẫn thì phải. Uầy, có gì đó sai sai ở đây. Ơ, bà ngoại. Này bà ngoại nè. Trúng liền. Ở 10 giây. Ông ngoại đâu rồi? Sao ông ngoại? Sao mình không nghe thấy tiếng bước chân nhỉ? Ông ngoại ơi, ở đây rồi. Đấy, này này thì ông ngoại nè. Đó. Barony, sao mình cứ sợ Barony thường spawn đây nhỉ? Ok, đi xuống. Ô, bên xanh đây nè. Và chụp không cái sắt vô dụng rồi. Ok, mình bức anh. Cái cửa của mình đã mở chưa vậy? Đi ngồi này, mấy ông đánh hai ông bà đừng... Đừng bách nạt. Ê, bà ngoài anh đi kìa. Bà ngoài anh đi. Mở cửa ra. Đây là tiệc chiêu. Bà này, ý bắt nó đi. Trời ơi. Sao nhìn bà Rodney nguy hiểm vãi nồi. Bà Rodney đâu rồi? Ui, đóng cửa lại. Đó. Mình sẽ ném cái này xuống đây. Đánh lưng của bà Rodney. Ủa, bộ khoảng. Bà Rodney gỡ. Ủa sao bà thấy hay ta? Hình như là mình mở cái cửa kia là bà ta có thể định hướng được mình đang ở đâu rồi. Ngày thứ tư rồi. Phần 2 nó còn khó hơn cả phần 1 nữa. Trời ơi. Ui, ông ngoại. Ok. Ủa trong này có gì? Bà ngoại. Ui, bà ngoại kìa. Trời ơi, lại nữa rồi. Ông ngoài đã đi lên đó. Mình sẽ đi qua đây. Sau đó là đi lên lầu.
Ê, đừng nói là gặp ông ngoại nha. Ông ngoại, đóng cửa lại. Trong này có gì không? Kim hả? Chui vào, đây. Dù bà này đi hôm nay. Không biết em có bị lỗi sao mà khi ngồi xuống đi rất là chậm đó nhờ. Bà ngoại, nào nhận được cái súng không? Ơ, không nhận được. Đấm cửa lại. Ê, bà ngoại. Ê, sao bà nhìn bà nguy hiểm phải nổi. Lại còn đứng đó nữa. Nào. Ok. Bà ngoại có trong này không nhỉ? Bà đi ra chưa bà Renee? Đóng lại. Đó. Wow. Hình như ở đây có gì? Cái khúc cửa. Trời đất ơi. Đây. Quay nhanh xuống đây. Ủa quá. Sao bà Renee lại đi ngoài này? Ủa. À đúng rồi ha. Ơ kìa. Đi thì đi xuống luôn đi, trời ơi. Một lúc bà mới rời đi. Và bà thương mình một cái bẫy gấu, trời đất ơi. Ui, mày chọn bẫy gấu nha. Cái súng đây rồi. Nào. Ok, bà ngoài đâu? Đây nè bà ngoại nè, bảy nè. Còn ngoại nó, nãy giờ con thấy ông ngoại đâu hết trơn. Ngoại, đừng nói là ông đang, ông không có ở đây. Bây giờ ở đâu, ông ngoại đang ở đâu? Wow. Ông ngoại, mà thôi kệ đi. Mình sẽ để hết trong đây. Cái súng đây hình như là đủ 3 mảnh rồi. Oh wow. Ông ngoại, hình như bà ngoại tính vậy rồi. Thời gian rất là ngắn, khoảng 0,5 phút thôi. À bà ngoại, bà ngoại nè. Hey, tính vậy bị bắn 2 lần. Ui, ông ngoại à, ông ngoại nè. Trời ơi. Anh mày ấy. Đi xuống đây. Không biết là chịu khó trực thăng đâu nha. Bức ảnh mình sẽ đem nó lên đây. Mong này bà ngoại đừng spawn ở đây. Đừng. Đây không? Để đây. Ok, mình lấy cái súng điện xong đó là bà ngoại. Bà ngoại hay nhớ. Ấy. Trời ơi. Nào, bà ngoại đâu? Bà ngoại nè. Này làm hết hồn mày khác. Còn ngoại nữa. Thôi, kệ đi. Ủa? Đi. Nào, ông ngoại sẽ... Sao có người... Mà như mình còn thiếu cái gì nữa ta? Ô, gì vậy? Này gì? Không có gì hết trơn. Đó. Wow. Ok, mình sẽ lừa bà nó đi tiếp. Bây giờ lên lầu cũng khó nữa. À, bà ngoại. Đó.
Trời ơi, Hoàng Ngoại là người đen nhất trong cái nhà rồi. Hoàng Ngoại đâu? Chắc là ông đang trên lầu thì phải. Đúng không? Đó đó, này này. Này ông Ngoại nè. Trời. Nhặt viên đạn. Thôi mình lên lầu thôi. Ôi, cái súng. Đó. Đi nào. Thấm còn lại cho nó an toàn cái nào. Bây giờ mình sẽ chuyển đồ hết lên đây. Mình đã chuyển đồ hết lên đây rồi. Ở đây có không có gì hết. Sẽ ba bức ảnh ở đây. Đó, lắp từng bức vào. Ở đây có gì không? Ô, sát hướng dẫn đây rồi. Trời ơi. Ok, lắp nào. Trời ơi, ba trò mini game này dễ thôi mà. Đó, 1K gì? Đúng rồi, 1, 2. Nào. Cái cuối cùng. Ok. Lại. Này trúng này, trời kìa. Lại nữa. Nào, trúng đó. Wow. Mình đã có sẵn cái này rồi. Ủa con chị đâu rồi? Đâu? À đây đây đây. Đây. Đó. Này nè, và cây súng điện. Này theo luôn. Wow, trên này có trực thăng hả? Trời ơi. Ok, mình đi xuống lấy cái kìm. Không biết là trực thăng có. Chỉ có trực thăng có trong cái trên này của ta. Trên cái hòm gì đó. À, bà ngoại. Này, bánh bà ngoại mình sẽ đi đi xuống luôn. Ok. Bà ngoại. Đó. Trời ơi. Đứng nhảy cái bà ngoại bay ra kìa. Đây là cái kìm đây rồi. Ông ngoại có đi lên không? À, ông ngoại nè. Ok. Ok, tôi phá đảo game đây. Đó. Ra ngoài. Phá đảo game. Phá đảo game. Phá đảo game. Không biết là chìa khóa có trên này không ta. Đây. Cái kìm. Cái kìm mình để đây. Nào. Đó, đi vô mình sẽ cắt dây xích. Nào. Nào. Ô ô. Anh rể. Này này này. Ơ. Có chìa khóa đây luôn. Ok, phải đào game. Mình quên mất là còn có cục men keo mình chưa sử dụng này. Trời ơi. Làm gì mà trường hợp nào mày dùng cái cục men keo mà dán luôn cả cánh của trực thăng bây giờ chưa. Ok, phải đào game thôi. Nào đó. Trời ơi. Qua này lười chơi VZ2 quá. Mà VZ2 đang bị lãng quên dần rồi. Chắc là sẽ làm vào ngày mai thôi.